Hôm nay mình sẽ chia sẻ 6 cái bước rửa tay làm sao cho nó đúng cách nhé. Trước tiên là các bạn làm ướt tay này và cho xà phòng phòng vào lòng bàn tay này là bước thứ nhất này. Và chúng ta xoa đều ở lòng bàn tay nhé. Sau đó bước thứ hai là chúng ta quay ngược cái mu bàn tay, chúng ta xoa 5 đến 6 lần như này đổi bên bàn tay. Bước thứ ba là chúng ta xoa bên trong lòng bàn tay này. Bước thứ tư là các bạn rửa ngón tay, móng tay, xoay 5-6 lần. Bước thứ năm là chúng ta rửa ngón cái. Bước thứ sáu là chúng ta xả sạch, xả từ trên cổ tay xuống nhé, để cho cái bẩn nó đi hết nhé. Và rửa ít nhất là 20 giây cho mình nhé. Tổng cái thời gian rửa chúng ta rửa ít nhất là 20 giây để cho nó sạch. Đây là 6 bước đấy. Khi rửa xong nhé thì các bạn nhé dùng một cái khăn lau một lần này, các bạn thấm khô tay cho mình, thấm khô tay cho mình. Sau dùng cái khăn này chúng ta tắt vòi nước. Đấy là mình đã xong 6 bước rửa tay. Xà bông thì hay là nước rửa tay dùng loại nào cũng được nhé. Và bây giờ mình đã chia sẻ xong những cái bước rửa tay cơ bản nhất trong cái mùa phòng chống dịch này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.